Luật sư vụ án Đinh La Thang đòi công tố viên tranh luận đến cùng. Nói thất vọng vì phần luận tội sơ sai, luật sư muốn được đối đáp chất lượng với Viện Kiểm sát trên nguyên tắc suy đoán vô tội. Chiều ngày 12 tháng 1, bao chữa cho cựu tổng thống BVN Phùng Đình Thực bị Viện Kiểm sát đề nghị 12 đến 13 năm tù, luật sư Đinh Anh Quấn cho hay ở phiên tòa này điều mong chờ là chất lượng đối đáp với cơ quan công tố theo tinh thần cải cách tư pháp. Tuy nhiên hôm qua ông thất vọng vì phần luận tội của Viện Kiểm sát sơ sai. Luật sư Tuấn cho rằng việc Viện Kiểm sát nhận định ông Thực không thành khẩn thai báo là chưa chính xác. Ông Thực đưa ra phương án cần có liên doanh tổng thầu, chứ không phải cùng với ông Đê La Thăng chỉ định thầu với BVC như Viện Kiểm sát cáo buộc. Ông Thực cũng không thúc ép việc ký hợp đồng ebg 33 để cho kịp tiến độ khởi công dự án. Luật sư Tuấn bày tỏ mong muốn được các công tố viên tranh luận đến cùng trên cơ sở các quy định về tranh tụng và nguyên tắc suy đoán vô tội. Chúng tôi hoàn toàn không có ý hơn thua mà chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ, ông Tuấn nói. Bị cáo đáng được tuyên dương là người bào chữa cho hai bị cáo Vũ Hồng Chương, nguyên trưởng ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Trần Văn Nguyên, nguyên kế toán trưởng ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, luật sư Chu Thị Trang Vân đề nghị áp dụng điều 25 Bộ luật Hình sự năm 1999 miễn trừ trách nhiệm hình sự cho thang chủ. Các bị cáo đã có hành động tích cực ngăn chặn hậu quả phạm tội, đáng được tuyên dương, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật. Luật sư giải thích cả hai thân chủ của bà Vân được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù treo về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ông Trương bị cáo buộc trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 biết rõ hợp đồng EBC số 33 được ký trái quy định. Việc lãnh đạo BVN chỉ đạo ban quản lý dự án tạm ứng cho BVC là trái quy định, nhưng vẫn lập các thủ tục chi tạm ứng 6,6 triệu USD và 1.300 tỷ đồng cho BVC. Khi có tiền, cựu chủ tịch hội đồng quản trị BVC Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng 1.115 tỷ đồng sai mục đích gây thiệt hại cho nhà nước tiền 119 tỷ đồng. Tiếp tục bảo vệ cho bị cáo Trương, luật sư Nguyễn Thế Truyền cho rằng ông Trương tạm ứng tiền là theo chỉ đạo, nhưng sau đó đã cố gắng tránh mức thiệt hại lớn hơn có thể xảy ra. Ông Trương cũng quyết liệt đề nghị xem xét việc tạm ứng thanh lý hợp đồng nói rằng những điều trên đã được thể hiện rõ trong hồ sơ, luật sư truyền đánh giá hành vi của ông Trương không phạm tội cố ý làm trái. Từ ngày 1 tháng 1 theo Bộ luật Hình sự 2015 đã không còn tội này. Như vậy hành vi của ông Trương không còn không thuộc nhóm hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đề nghị áp dụng theo Bộ luật Hình sự 2015 để miễn hình phạt, luật sư nói. Luật sư, cơ quan điều tra không truy đến cùng ai nhận qua biếu. Luật sư Nguyễn Hồng Bách bao chữa cho bị cáo Nguyễn Anh Minh, cựu phó tổng giám đốc BVC, về viện kiểm sát đề nghị mức án từ 18 đến 19 năm cho hay về 2 tỷ đồng nhận từ ban điều hành dự án nhà máy nhiệt điện vụ án Quảng rạch, thân chủ của ông không chối cãi. Nhưng nếu buộc tội ông Minh tham mô để chi tiêu cá nhân thì không thuyết phục. Luật sư Bách đề nghị xem xét nguyên nhân hoàn cảnh nhận khoản tiền này bởi cho rằng ông Minh dùng để chi cho lễ khởi công nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 theo ông Bách, chuyện chi đối ngoại lễ Tết chúc Tết tuy không có quỹ chính thức dành cho đối ngoại nhưng chắc chắn có chuyện biếu quà vì ngay đến tận bây giờ chính phủ hàng năm vẫn có yêu cầu không biếu quà Tết. Vì vậy ở thời điểm đó chắc chắn ông Minh phải biếu quà mà biếu quà chẳng nhẽ lại có ký nhận, luật sư nói và cho rằng cơ quan điều tra đã không truy đến cùng nguồn tiền và việc chi tiêu. vì sao điều tra viên xuất hiện ở phiên tòa Trịnh Xuân Thanh? Cho rằng cơ quan điều tra kết luận Trịnh Xuân Thanh không thành khẳng khai báo gây bất lợi cho thân chủ của mình nên luật sư đã chất vấn điều tra tại phiên tòa. Ngày thứ ba, phiên tòa xét xử sơ thẩm Đinh La Thăng và 21 bị cáo liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam BVN và Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam BVC Hội đồng xét xử đã mời điều tra viên tới tòa để làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả điều tra của vụ án. Ông Đinh La Thăng bị viện kiểm sát đề nghị mức án 14 đến 15 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, còn ông Thanh mức án trung thân. Hội đồng xét xử triệu tập điều tra viên theo luật mới. Việc điều tra viên xuất hiện ở tòa sẽ làm rõ vì sao ở trang 25 bản cáo trạng có đoạn kết luận quá trình điều tra bị can khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, sau khi phạm tội bị can đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. Điều 296 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định trong quá trình xét xử khi thấy cần thiết hội đồng xét xử có thể triệu tập điều tra viên, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thụ lý giải quyết vụ án và những người khác đến phiên tòa để trình bày các vấn đề liên quan đến vụ án. Như vậy, khi phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và 21 bị cáo đang diễn ra, hội đồng xét xử đã áp dụng quy định mới này của Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Điều này nhằm làm rõ nội dung trong bản kết luận điều tra vụ án mà theo luật sư bào chữa của bị cáo cho rằng kết luận đó thiếu căn cứ và gây bất lợi cho thân chủ của mình. Quy định mới có lợi cho tất cả các bên. Theo tinh thần của Điều 296 Bộ Luật Hình sự, việc triệu tập điều tra viên đến phiên tòa có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình giải quyết vụ án. Bởi lẽ khi phiên tòa xét xử công khai tinh thần tranh tụng được đề cao thì bất kỳ một tình tiết, tài liệu, nội dung nào của vụ án cũng cần được làm rõ. Khi bị cáo có sự phản cung hoặc luật sư bào chữa cho bị cáo phản đối kết luận cơ quan điều tra là không có căn cứ thì điều tra viên cần phải giải thích bảo vệ cho kết luận của mình. Trường hợp điều tra viên không có mặt theo triệu tập của hội đồng xét xử hoặc có mặt nhưng không thể giải thích được hoặc giải thích nhưng vẫn không thể làm rõ, không thể khẳng định được vấn đề trong bản kết luận, thì hội đồng xét xử có quyền ghi nhận như là một tài liệu vụ án để xem xét, sau đó đưa ra phán quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tránh sai sót gây bất lợi cho bị cáo. Đây là quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 so với Bộ Luật Hình sự năm 2003 Quy định mới góp phần khẳng định quyền tranh tụng được đảm bảo và thẩm quyền của hội đồng xét xử tại phiên tòa công khai. Việc hội đồng xét xử triệu tập điều tra viên khi cần thiết không những có lợi cho bị cáo mà còn giúp hội đồng xét xử nhận định đúng bản chất khách quan của sự việc hơn, giúp cơ quan tố tụng có thể khắc phục, sửa đổi, bổ sung kịp thời các vấn đề liên quan đến vụ án ngay tại phiên tòa. Điều này giúp phiên tòa tránh được phần nào sai sót mà rất có thể phải mất rất nhiều năm sau mới được phát hiện cáo trạng xác định ông Đinh La Thăng chỉ định BVC thực hiện ký gói thầu EBC trái quy định, sau đó cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí chỉ đạo cấp dưới tạm ứng sai quy định hơn 6,6 triệu USD và 1.300 tỷ đồng cho BVC để bị can Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng 1.100 tỷ sai mục đích. Sau khi xảy ra vụ việc, đến tháng 7 năm 2016, Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ thua lỗ ở BVC, thời điểm Thanh làm lãnh đạo. Hai tháng sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh, tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Khi bị can này bỏ trốn, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Chiều ngày 31 tháng 7, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến trực ban hình sự cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế. Liên quan đến vụ án, nhóm cán bộ ngành dầu khí bị truy tố tội cố ý làm trái do tham gia vào việc chỉ đạo BVC ký hợp đồng, tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng sai quy định. Riêng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và 8 người khác bị truy tố tội tham mô tài sản do cấu kết lập hồ sơ khống để rút 13 tỷ đồng chia nhau sử dụng. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đánh giá bị cáo Đinh La Thăng phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng gây tổn hại lớn về kinh tế và xã hội. cảnh giác người lạ kêu đóng tiền xịt thuốc ngừa bệnh Zika. Đã có hiện tượng người lạ đến hội dân chào mời đòi đóng tiền phun thuốc diệt mũi ngừa bệnh do virus Zika và thuốc bỏ bồn vệ sinh. Khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 1, phóng viên thanh niên nhận được phản ánh của bà DTT, ngụ phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về việc một người đàn ông đến nhà dân xưng là dịch vụ phun thuốc diệt mũi, ngừa bệnh do virus Zika, thuốc bỏ bồn vệ sinh và lấy hai chai nước máy đi xét nghiệm. Mức phí là 600.000 đồng nhưng phải đóng tiền trước. Do trong nhà chỉ còn người già và trẻ con nên bà xe nói để gọi cho con đang đi làm hỏi ý kiến thì người đàn ông này bỏ đi bác sĩ nguyễn thanh trang giám đốc trung tâm y tế quận tân bình khẳng định trung tâm không có thực hiện dịch vụ nào như vậy tất cả những vấn đề liên quan đến phun xịt phòng ngừa bệnh tật đều miễn phí bác sĩ trang cho biết sẽ kiểm tra lại vấn đề này